Nhìn nha. Bố, rồi. Nào. Báo cáo với các bác là đây là hôm nay mình thao chim cô gái xin chia sẻ với các bác một cái clip hết sức quan trọng. Đó là cái clip chữa tiêm trùng vaccine đậu gà cho chim cô gái non. Thì cái nỗi ám ảnh lớn nhất của đời một con chim cô gái là cái bệnh đau mắt, bệnh đậu và bệnh ỉa. Thì các bạn làm được cái công tác như này, một phần là nó sẽ hạn chế được cái việc rủi ro. Tại vì cái nguyên lý của cái vaccine thì các bạn biết rồi, nó đã có những cái như vậy. Về cái hôm nay chuẩn bị như sau. Đây là một cái nọ vaccine. Vaccine gọi là mình đang để đây là gọi là đậu gà. Đấy các bạn ghi này, vaccine nhược. Đó, thông tin của nó như này nhá. Một cái lọ như thế này thì có thể là dùng cho tầm khoảng 100 con. Đấy. Và giá thị trường nó cũng chỉ khoảng 20.000 một lọ thôi. Đấy, quan trọng là các bạn có đặt cái vaccine đó. Đấy. Thì còn ngoài ra làm thì đây là dung dịch. Dung dịch này là pha với vaccine. Và để cho ấy thì các bạn sẽ pha cái 2cc của cái loại dung dịch pha này trộn với cái nọ này và dùng luôn, đã bóc ra là dùng luôn. Và quy trình trùng thì các bạn dùng cái này, các bạn rít ra và các bạn pha. Sau đó là các bạn dùng cái mũi kim này. Các bạn nhú cái phần dưới da cánh của nó lên và các bạn nhúng vào thuốc, sau đó các bạn châm vào. Thì những con chim đấy là nó đã có cái kháng thể và nó đã cấy được con gọi là cái kháng gọi là đã được xử lý quy trình vaccine gọi là chống bệnh đậu và trùng đậu. Nó thì các bạn sẽ làm như vậy. Về cái cách làm như vậy thì nó sẽ tăng được cái tuổi thọ cho con chim cu của chúng ta. Những cái bệnh đậu thì nó là theo mùa rồi. Nguyên nhân của nó thì nó cũng vào những cái lúc giao mùa hoặc là gần những cái khu vực chăn nuôi lợn gà hoặc là những cái trang trại chăn nuôi lớn. Qua cái nguồn không khí, qua cái nguồn nước, qua cái những cái điều kiện chật chội và ô nhiễm, rồi thời tiết thay đổi thì nó có thể gây ra những cái bệnh đậu. Cái bệnh đậu thì các bạn biết rồi, nó bị sưng, bị phù và nó gây đến cái việc chậm ăn thì sau đó nó đi ỉa và dẫn đến tử vong của những chú chim của chúng ta. Thì riêng thao chim cu gáy là có ý thức lâu dài và luôn luôn có bảo vệ cái thương hiệu cũng như là cái, thì thực ra là khi mà bán chim cho các bạn ra trong vòng một vài năm vừa qua thì thao cũng rút ra một kinh nghiệm là có những cái lúc mà các bạn để sỏng hoặc là các bạn dính những cái bệnh lỗi đi ỉa, lỗi bị đậu, bệnh đau mắt, bệnh đường hô hấp thì nó làm thiệt hại cho các bạn. Các bạn quay ra các bạn lại mua tiếp của tôi thì tôi mới thấy là cái tỷ lệ các bạn chỉ nuôi một vài con mà các bạn không có cái sự gọi là quen để mà xử lý những cái bệnh đấy là làm cho những chú chim bị oan uổng thiệt mạng, thì rất là thiệt thòi, đúng không? Thì hôm nay mình cũng chứng minh là mình sẽ thực hiện cái trùng đậu cho chỗ này là rơi vào tầm khoảng 70 con. Đấy, trên này là ngần này và dưới này là ngần này. Rồi các tầng thì chúng ta có thể thấy là số lượng chim chúng ta lên trùng đậu ngay từ nhỏ, từ lúc còn đang bón. Thế thì khi sau đó là bán cho các bạn thì tôi thấy là yên tâm nhất, nó sẽ yên tâm. Và tôi đã xử lý quy trình thuốc được cái gì thì tôi sẽ xử lý, và các bạn cũng sẽ mua chim của bên tôi thì cũng sẽ hết sức yên tâm. Bởi vì các bạn thấy nó rất là bóng tơi như thế này, đúng không ạ? Rất là bóng và tơi. Đấy, thì chúng ta tôi giới thiệu qua cái thuốc và cái cách pha trộn cũng như cái cách làm thì các bạn có thể là làm như vậy. Đây là cái dung dịch bột và đây là dung dịch nước, và các bạn pha 2cc vào cái bên này. Sau đó các bạn nhúng vào cái mũi kim. Đấy, và các bạn
vaccine đấy, thì là đậu gà. Thì các bạn nhú cái da lên và các bạn châm nó vào, gọi là trùng đậu đó. Thì mình không giới thiệu quá chi tiết cách làm như thế, và mình diễn tả bằng ngôn ngữ văn bản. Và tiện đây mình đang làm công tác trùng thì mình cũng đã thực hiện cái video này luôn. Số điện thoại của mình thì là số 0163 530 5982. Mình chuyên là úm và gây cái giống chim non như thế này, là mình đã nó bón, nó đã biết nhau nhau theo tay rồi các bạn ạ. Đấy, nó đã nhau nhau theo tay rồi thì nó sẽ thuần. Và mình khi nó thuần rồi thì các bạn mua của chim của Thao thì nó sẽ độ thuần cao, giống chuẩn, và nó sẽ gì? Nó sẽ được kháng thể một số những cái bệnh nhất định. Và nó mọi vấn đề nó sẽ yên tâm hơn. Đó. Thì các bác thấy là mình cứ làm từng cái tầng như thế này. Đó. Thì mình sẽ cho nó phòng, rồi trùng, tiêm, rồi có những cái vấn đề khác nữa. Thì mình sẽ cố gắng mình làm sao cho cái số lượng chim của mình cung cấp ra thị trường có cái thương hiệu. Đấy, các bạn thấy là mình không nói chơi. Thực tế là bản thân rất là gương mẫu, rất là vất vả. Đấy, bón cho chim, rồi trùng cho chim, tiêm cho chim, rồi cách chúng ta làm sao để đã gọi là chăn nuôi mà không kết hợp với công tác thú y thì chúng ta sẽ không thể thành công được. Đó, thì chúng ta có thể học hỏi dần dần. Đấy, thì các bạn thấy là đây là những chú chim mình đã bón được khoảng 5 ngày hôm nay rồi, thì nó đã theo tay như thế này rồi. Đấy, những chú chim này thường là sơ ý mình không đóng cửa lồng nó ra, nhưng mà nó sẽ về bằng sạch. Còn xin thưa các bạn là nó chim rừng thì nó ra là một đi không trở lại, rất hiếm con. Bố ơi, như con chim của bố. Ừ, rồi để bố cho bố ấy để tí nữa là bố tiêm cho con chim, trùng đậu cho chim, đừng nghịch vào đấy, nó kim mũi kim đấy. Đấy, thì các bạn thấy là mình rất là tiên phong trong cái việc vậy. Và bây giờ mình sẽ pha thuốc một chút, mang ra đây. Nào, lùi. Nào, đưa đây, pha thuốc. Đi vào, mở siêu nhân đi. Dạ. Vào mở siêu nhân. Đấy, và các bạn nắc đều lên. Mọi vấn đề trước khi ấy là tôi sẽ pha lấy khoảng 2cc. Đây là 2cc các bạn nhé. Đó, 2cc. Đấy. Đấy. Cái này các bạn có thể riêng cái vaccine này thì các bạn đã pha là các bạn dùng luôn. Còn cái dung dịch pha như thì đấy. Mà các bạn nắc đều đi. Như ý bật cho em xem. Con tự uống đi. Tự uống đi. Bà Mai ơi.
các bạn thấy là mình đã pha rồi. Và bây giờ mình sẽ phải bà kiếm ra bà lên đây và giữ để trùng đậu cho chim cái. Đi đâu? Còn hết. Không biết. Còn 10 cái. 1 cái. Còn 1 cái thì ăn đi. 2 cái. 2 cái. 2 cái. Ừ, thì ăn đi. Đó, mình cậy nắp ra rồi. Mình nhúng như này. Đó, bắt một con ra đây. Bắt ở cái tầng trên nhất đấy. Đang quay cho các bác mà. Đấy, một con, hai con, bắt con nào cũng được, nó đang bón nó nhau theo tay mà. Bắt hai con đây. Đấy, các bạn nhúng như này. Các bạn sâu được vào. Mình xin phép để đứng sang bên này và đứng sang bên đây, đứng sang bên này. Đứng hẳn quay ra đây. Đấy, đây là đang quay mà. Rồi. Giờ các bạn thấy là bà nghiêng con cánh con chim lên. Đấy, giữ chân. Đây. Đây. Các bạn xiên thế này cái là xong. Đấy. Các bạn cứ nhúng vào thuốc cái này. Đấy. Các bạn đâm nó vào cái màng da đây này, dưới da, dưới cánh đây này. Đấy. Đấy, chéo như kiểu đấy. Đó, con này xong thì kiếm cái khay hay gì đấy để tắt ra đây. Xong thì lại bắt lên kia cái khay xanh xanh kia kìa. Đấy. Anh đang quay video. Loại này thì nó trùng động. Đấy. Đây. Đấy. Và giữ chân nó cố định cho cháu giữ cánh. Đấy. Chắc ăn các bạn châm nhờ 2 lần thì nó sẽ. Rồi. Bắt tiếp. Đấy. Thì các bạn lấy cái mũi này nó nhọn nhọn mà. Các bạn nhúng nó vào thuốc này. Các bạn châm vào cánh. Thì cái trong cái suốt quá trình nuôi này nó đã có nó đã được trùng đậu rồi thì các bạn yên tâm. Mà thôi và thôi chấm nốt mấy con này thì nhanh nhưng mà thôi bắt đi, bắt một thể đi. Bắt đi. Đấy. Ăn sợ chưa? Ăn sợ tiêm chưa? Chưa. Sao bố tiêm một người đó? Tiêm cho nó khỏi bị động. Cho bố tiêm vào lách con chim vô. Ừ, tiêm vào lách cho nó khỏi bị động. Tiêm vào lách. Đây, cô xé cái thế này ra mà. Này đi dậy, đứng dậy đi. Này, đi dậy. Nào. Giữ chân ngay. Đây, quay. Giữ chân đi ba. Ba ơi, con chim nó cắn là con. Cắn, cho nó cắn. Và giữ hai tay. Dạ.
các bạn nhíu cái da này lên thì nó dễ đâm hơn, nó nhanh hơn. Nhíu cái da lên này, kéo cái da phồng phồng nhíu nhíu ra. Đấy. Một người giữ, một người nhíu thì nó nhanh. Đấy. Chỉ để cho nó chắc ăn thì các bạn mỗi con các bạn đâm cho hai, châm cho hai lần. Đấy. Rất đơn giản thôi nhưng mà các bạn đừng nghĩ là nó thừa. Bởi vì cái việc này nó sẽ phòng được cái bệnh đậu cho con chim. Kệ nè. Bạn cứ châm nó vào dưới da là được. Đây, các bạn nhúng cái này. Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Bắt mấy con này. Bắt mấy con này lên. Nào, bắt con này lên thì cứng cứng rồi này. Bên kia, bên kia, bên kia. Quay đầu con chim. Đau một tí nhưng mà không bị bệnh về sau. Mới đầu làm nó không quen nhưng mà đâm được nhanh. Tí nữa trùng luôn ở trên nồng thì nhanh. Nhi ơi.